Dạ, Châu xin kính chào quý ông bà cô chú cả nhà đang xem kênh Ngọc Châu Cuộc Sống Hàn Quốc. Dạ, thì hôm nay Châu làm cái video này để chia sẻ một vấn đề là Châu không biết là hôm nay thì buổi trưa Châu quay video thì không biết sao bị tắt bình luận không có được. Thì hôm nay cái kênh của Châu thì thỉnh thoảng thì cũng bị tắt bình luận. À, cũng có khán giả là quan tâm á, hỏi là họ muốn vô bình luận mà không biết làm sao bị tắt. Thì có hỏi Châu thì Châu nói là chắc là nhầm khi những cái video đó Châu quay bé Na nhiều á, do là người ta bảo vệ trẻ em nên người ta không có cho bình luận thì người ta tắt. Còn hôm nay á, thì Châu không có quay bé Na nhiều, thì cũng quay bé Na nhưng mà cũng có quay Châu rồi quay cảnh này kia đồ cũng nhiều lắm, mà không biết làm sao thì cũng bị tắt bình luận luôn. Nên là Châu cũng muốn nói để cả nhà ông bà cô chú mình chưa không biết á thì cũng được hiểu. Châu cũng không hiểu lý do luôn cả nhà. Châu vào tìm hiểu á, thì nó để là cái bình luận bị tắt rồi, thì Châu cũng mò tìm coi là có bật lại được hay không, thì Châu cũng không biết chỗ nào để bật hết á. Thì cũng hơi buồn, tại vì á làm cái này thì rất là mong được đọc những cái bình luận của cả nhà, như là góp ý nè, động viên nè, rồi cổ vũ tinh thần, hoặc là góp ý cho Châu những cái ý hay á, cho Châu để Châu có thể mình làm tốt hơn, hoặc là mình học hỏi được những cái gì đó ở trên đây của ông bà cô chú và cả nhà. Nhưng mà không biết làm sao nó bị tắt, thì Châu cũng xin chia sẻ để cả nhà cùng hiểu. Thì không biết có cô chú anh chị em nào gành biết lý do và biết cách khắc phục như thế nào không thì chỉ giúp Châu. Thì Châu cũng chia sẻ là do bị tắt chứ không phải Châu tắt, nên là mong cả nhà thông cảm giúp Châu nha. Rồi thì hôm nay Châu làm video này chỉ nói lên cái vấn đề đó thôi, thì mong là cái video này của Châu sẽ được bình luận. Rồi thì Châu xin chân thành cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã luôn đồng hành yêu thương gia đình Châu, ủng hộ Châu. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Xin kính chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại video tiếp theo.